thực hiện theo phương châm bắt tội phạm là chính, kinh doanh là phụ. Bắt tội phạm là chính, kinh doanh là phụ. Đứng yên, tụi bay buôn bán cái gì? Mạo danh công an là sai luật đúng không? Nhưng mà anh về hưu rồi. Đứng lại! À, đau gần chết luôn á. Con mới ở trọng ra kiếm việc khó quá chú. Cơm tắm sự mọi đứa bị phạm của chê xin chào quý khách. Má tôi nhà biết tôi làm ăn thua lỗ gì, chắc má nó buồn lắm. Nó tên là Trần Khánh Hoàng, chùm ma túy. Bên cạnh đó, tôi còn là một vũ sư nữa. Này các chàng trai trẻ, thay vì động thủ như vậy, tại sao chúng ta không cùng khiêu vũ một bài? Ui da, anh Thái ơi, gọi giùm em 113, 113 Thái ơi. Vinh và Phú cho chúng mất tập trung, thu ở tầng 3, chú ở tầng 2 phải tìm ra bằng chứng phạm pháp của chúng. Khi gửi tín hiệu, mèo lập tức cắt nguồn điện. Vô mấy đứa. Vừa đẹp trai mà vừa giỏi nữa trời. Cái tụi muốn bỏ gì giỏi? Mày đi tù chưa? Chưa. Khách hàng.